Chót trên cơ bắp phách, anti-fan vội quay xe về hình tượng chất lờ của Nhậm Gia Luân trong Lam Diễn Đột Kích. Sành đôi cùng nàng nhị tâm Trần Tiểu Vân trong phim mời Lam Diễn Đột Kích trên FPT Play, cha đẹp Nhậm Gia Luân phá tan tin đồn, hình thể kém chuẩn khi vào vai chàng lính cứu hỏa, hồng tâm chàng chỉ sông pha biển lửa cứu người. Sành vai cùng liệt hỏa anh hùng, lính cứu hỏa bất bại, Lam Diễn Đột Kích trở thành bộ phim tiếp theo trong dự án vinh danh những anh hùng lửa của đất nước tỷ dân. Kể từ khi đóng máy, phần hậu kỳ của bộ phim này liên tục được hoàn thiện trong vòng 3 năm để Lam Diễn Đột Kích chính thức có mặt trên FPT Play từ ngày 18 tháng 4 vừa qua. Trong phim Nhậm Gia Luân vào vai, anh chàng thanh niên có số phận đặc biệt Lý Khê Thành, bắt nguồn từ sự kiện hỏa hoạn ở khu Hạnh Phúc Lý. Hành động trượng nghĩa giữa biển lửa đã giúp cậu nhân viên vô danh bỗng chốc trở thành người hùng được mọi người biết tới. Mang theo hào quang từ trên trời rơi xuống, Lý Khê Thành nhận lời mời tham gia đội chữa cháy của thành phố để đổi lại cửa tiệm của mẹ sớm được mở cửa trở lại. Kinh qua 3 lần cận kề sinh tử, chàng thanh niên vô ưu vô lo ngày nào dần trưởng thành và vững vàng trước sóng gió. Càng thấu hiểu sứ mệnh, Khê Thành càng say mê công việc và từng bước trở thành trụ cột tinh anh của trạm chữa cháy An Định. Con đường vất vả mà Khê Thành trải qua khi bước trở thành người hùng sông pha biển lửa được khắc họa đậm nét qua hàng loạt các sự cố hỏa hoạn lớn nhỏ. Không những vậy, Khê Thành nếm trải không ít thử thách từ thực tế khắc nghiệt và ánh mắt nghi ngờ từ các đồng đội kỳ cựu. Dưới bàn tay của bộ đôi biên kịch Lý Cương Lưu Vệ Binh, lời tán dương dành cho người lính cứu hỏa trong Lam Diễn Đột Kích không đi quá sâu vào những mất mát, bi tráng mà chú trọng vào hành trình vất vả mà một người bình thường đã trở thành người hùng ra sao. Điều này giúp tuyến nhân vật của phim trở nên thú vị, khác biệt xa nhiều với những siêu phẩm cùng chủ đề trước đây. Lính cứu hỏa là một hình tượng đặc biệt đòi hỏi không chỉ hình thể mà còn kỹ năng thực tế nhất định. Vì thế khi tái xuất trong vai người lính cứu hỏa Lý Khê Thành, khi chất rắn giỏi của Nhậm Gia Luân trong Lam Diễn Đột Kích gây bất ngờ kể cả với fan ruột. Tương tự như đàn anh Tạ Đình Phong, Huỳnh Hiểu Minh, Nhậm Gia Luân cũng phải chuẩn bị trong thời gian rất dài trước khi phim chính thức bấm máy. Không chỉ chăm chỉ tập luyện thể lực, Nhậm Gia Luân còn phải tập huấn trực tiếp cùng đội cứu hỏa kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy, trang phục, các kỹ năng khi dập lửa, như nối đường dây cấp nước hay sử dụng máy cắt kim loại trong thực tiễn. Mặc dù vậy, các phân cảnh cháy nổ vẫn đòi hỏi rất nhiều sức lực và sự hy sinh từ diễn viên. Chỉ trong 2 tập đầu tiên lên sóng, khán giả đã phần nào thấy được một hình ảnh khác của Nhậm Gia Luân. Không chỉ phải thực hiện các phân cảnh nguy hiểm như trèo tường, đu dây, đi thăng bằng trên cao, Mỹ Nam họ Nhậm còn phải tự mình khuân vác, vất vả trong khóa huấn luyện đặc biệt mà nhân vật Lý Khê Thành tham gia. Cũng nhờ những cảnh quay này, thân hình rắn giỏi của Nhậm Gia Luân có dịp được bộc lộ hết công suất. Trước nay chỉ quen nhìn thấy hình tượng giấu mình sau những bộ cổ phục rườm rà, ít ai nghĩ rằng đến ngày cầm y vệ lục dịch lại khoe trọn hình thể, tay to ngực nở trong Làm Diễn Đột Kích. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.